Hello Jack, hôm nay sinh nhật của cậu thì Tion sẽ đi vô nhà của người dân để coi còn con gì sống không? Hello Jack, hôm nay sinh nhật của cậu thì Tion sẽ đi vào nhà của một ngư dân để xem còn con gì sống không? Tôi sẽ mua phóng sinh để chúc mừng sinh nhật cho cậu nha. Ok. Hôm nay đi không? Bữa nay sinh nhật Kiệt Út mà ba có chúc mừng Kiệt Út không? Thì con chúc đi. Rồi, ba tôi thì đốt rừng để chúc mừng sinh nhật cậu nha. Út đang ở đâu? Đang ở Út. Rồi. Sức khỏe dồi dào. Ai cũng phải giữ sức khỏe để chống qua cái mùa dịch này. Bây giờ chú ở đây, chú cũng phải ở đây luôn, không có được về thành phố. Đang có vệ sinh ở trước cửa nhà Ba tôi nói là tôi phóng sanh riết mà phải bán nhà luôn. Đó, thấy đăng nhà bán luôn. Đâu, thấy chưa? Thấy chưa? Rồi, thấy rồi, thấy cái bảng rồi. Phóng sinh tiếp. Dạ. Đạt đến trình độ phóng sinh mà bán nhà luôn chưa? Cuộc sống này là tạm bợ bạn. Sống nay chết mai, sống ngày nào phóng sinh ngày đó. Thần thú Tion, Honey đi theo. Nhớ hồi năm 2008 tôi mượn tiền cậu mở công ty. Lúc đó làm thiết kế website phần mềm. Mà tôi trả cho cậu hồi nào tôi cũng không nhớ luôn á Kiệt. Nhưng tôi hàng năm vẫn nhớ ngày sinh nhật của cậu và năm nay thì rảnh. Tôi làm một cái video phóng sinh tặng cậu. Em nói để cho em phóng sinh mà. Dặn thằng Tài rồi, nó lại bán cho người ta nữa. Hàng xóm ở đây ngộ ghê. Mỗi lần mình dặn rồi để cho mình phóng sinh mà vẫn bán là bán. Bởi vì mình phải xuất hiện, mình mua thì mới giữ. Hello. Ê ê ê. Tiền cá mà cũng dám sổ. À, do em giấu mặt. Có con gì vậy ông cô chú? Tép hả? Ồ. Ơi. Lựa tép. Đi vô nhà này coi thử. Đi vô nhà coi. Vô đây. Không. Này con. Come inside. Con chết rồi. Đâu mà nhân con tết nữa. Con hết rồi còn tết nữa.
Rồi. Tôm tép gì dữ vậy cô? Hả? Còn nó chết hả cô? Chết rồi. Ok, nó chết rồi. Còn con gì nữa không chú? Còn cua cúm. Cua cúm trong đây mực nữa hả? Cua cúm mực. Ừ. Đâu rồi, nãy con ghi nhiêu rồi tiên? Mẹ mẹ, mắt mày bỏ coi mấy lạng. Cái độ chừng 2 lạng anh. Thấy không? Nhưng mà bà bắt tàu. 2 ký, cậu ký 8. Dạ. Đây. Cua cúm mực tuột. Đây. Cua cúm bạch tuộc, ừ. 4 món. Ừ. Dạ có. Xong rồi đi bơi luôn. Xong rồi 6 giờ lên bờ về. Yeah. Oh sorry. Đây là những cái món mà tôi sẽ phóng sinh cho cậu đây. Đây là một bao cúm, một bao cua biển nha, mồi ngon nha. Cua biển, bạch tuộc, tôm. Honey ơi, mấy bạn tôm này không chờ được lâu đâu, mình đi trước Honey. Hồi chú đó sẽ xách ra sao cho mình. Mấy cái con tép thì nó dễ chết nên mình phải đi phóng sinh nó trước. Nước thì cũng đang lên. Bữa nay nước lên chậm quá. Này. Bỏ xuống nước liền. Ok, tôi. Ồ ồ ồ. Giờ tôi sẽ mở cái này ra. Wow. Có một con gì rất là đặc biệt, to dữ gì ta? Đi qua bên này. Thả này đi. Rồi, tôi thả xuống hết. Hôm nay tôi phóng sinh con lịch cho cậu nè. Đây là con lịch. Nó có thể to lên mấy ký luôn. Và cả triệu đồng một ký. May mắn chưa? Con lịch nó giống con lươn nhưng mà nó chỉ sống ở nước mặn, con lươn sống ở nước ngọt. Sang trọng. Thôi, lịch xuống đây bơi đi con. Trời ơi, hôm nay à. Chỗ người ta bơi nước trong mà con làm đục hết trơn rồi. Hồi nước chỗ này dâng lên là mấy con tôm tích đồ, cá bóng đồ nó khỏe nó đi hết. Nay có những con cá rất là cute nha. Đó. Phóng sinh vừa kịp lúc. Tôi đã có cái kinh nghiệm là phóng sinh những cái loài này. Thấy nó mệt mệt, nó ngớp ngớp vậy á, nhưng mà nó xuống nước được hồi nó khỏe lại thôi. Hồi nó phục hồi năng lượng nó hết.
Rồi chúc mừng sinh nhật Kiệt Út nha. Happy birthday to you. Ê, tôm tích đần đần rồi nè. Năm xưa mà tôi chịu lấy cái bằng tốt nghiệp của cao đẳng cộng đồng Houston là chắc giờ tôi không ở Việt Nam mà tôi cũng không đi giải cứu động vật làm gì. Tôi vẫn còn một môn composition với môn chính trị nữa là tốt nghiệp rồi, sẽ thành chuyên gia IT. Nhưng tôi đã từ bỏ để thực hiện sứ mệnh giải cứu thiên nhiên động vật, bởi vì tôi có trí tuệ nhìn thấy tương lai. Đó, hôm nay đại dịch Covid, bạn Zach thấy rõ rồi đúng không? Mọi người đang khổ đúng không? Nhưng tôi vẫn cứ sống như vậy đấy, rất là thoải mái. Và cuộc sống của tôi là trong sự yêu thương và sự tận hưởng cao cấp nhất của đời người. Rồi xong, thả mấy cái con này đi rồi. Coi cho coi nữa coi. Ồ, nó tỉnh hết rồi đó. Lên, lên bờ hết đi. Những con này là không nuôi được nha cậu. Mình giải cứu nó, mình trả nó về tự nhiên để giữ cho hệ sinh thái cân bằng, ổn định trở lại. Đây. Có cá thòi lòi luôn hả cô? Đó. Ai bắt vậy cô? Ủa thằng kia á. Tài đó, gì đó. Nó, Minh đó. Ok. Vậy con tưởng ổng bán hết cho người ta rồi. Tôi có con mà. À vậy là chừa cho con mà ổng không biết luôn hả? Không có, ổng liên quan tài ổng để bển đó. À. Con đâu kêu tại chứ mà khổ cái gì nữa. Ồ. Tôi cái đó là lòi nha, mà tôi xuống đây nè. Dạ dạ dạ, con cảm ơn. Vậy là hàng nóng nhiều dữ vậy luôn ha. Honey ơi, phóng sinh mừng sinh nhật, phong cách mới nha các bạn. Sinh nhật là phải đãi tiệc linh đình. Con này mình sẽ làm cái sinh nhật phong cách mới cho bạn của mình. Kỳ sinh nhật Hoàng Pino tôi không có làm clip, nhưng mà tôi chỉ có phóng sinh thôi. Nhưng mà kỳ này mình sẽ làm clip, bởi vì những cái video này nó vô cùng ý nghĩa, nên mình sẽ ghi nhận lại cho mọi người coi. Wow, thêm cá thòi lòi nữa. Không đi ở đây không nắm đi, đủ hai mấy tấm lạ ơi, tao mượn đưa nó ra xong cái. Ra khúc sông giữa con rồi con. Ở đây không. Thằng đệ đã lên rồi. Anh bắt được 1 kg cá luôn hả? Một đá hả? Wow, anh này tài giỏi quá.
Dạ. Rồi để ốc đá lại cho em luôn đi anh. Em phóng xanh luôn chó. Nước biển đang chảy vô. Em tèo gì vô lo chiếc xuồng nhăn vô tổng nha. Chỉ cần lo vô phải không? Bắt nữa hả? Mấy bạn nó đang bắt ốc. Mà bán không chịu bán. Có người dặn rồi. Nên đây mua gì cũng phải dặn trước. Rồi, đây được rồi chú ơi. Cho con tắp vô cái bờ bên này rồi. Dạ. Để con lấy cái view đẹp cảnh. Dạ. Dạ. Dạ vô trong xíu. Nước trong thôi con thả đây luôn. Rồi dừng lại cho con xuống luôn. Con xuống nha. Rồi. Có sập xuồng không? Không, xuống. Đấy, vô trong mày quấy thò lòi. Giờ quấy gì trước đây? Cho con mấy con thò lòi ra đi. Cho con thò lòi nó ra để con quay nó bơi nè. Nó cảnh trên bờ con quay nó nhiều lắm luôn rồi. Mấy con thò lòi nhảy nhảy trên bờ con quay nhiều lắm. Cái này cho nó lội phải không? Dạ cho nó lội. Nó đi ra đây lội với thò lòi nè con. Come. 1 Dạ. 1, 2, 3 go, 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 go. Nó bơi nè. Nó lội quá chừng á. Ồ nó bay trên nước luôn ha. Rồi thả thò lòi xong. Bạch tuộc chú thả luôn cho nó bơi luôn. Pin nó cũng gần hết rồi. Ủa sao mình không lấy gì sạc hả con? Tại con xài con quay nhiều quá. Cho mình quay nước đi. Bạch tuộc nữa hả chú? Thêm một vỏ bạch tuộc nữa. Nó bún mực tùm lum hết rồi. Rồi ăn. Ngon nha. Ngon. Tươi luôn. Mấy mạch tuột khỏe ghê. Rồi cúm. Một bao cua nữa. Một bao cúm. Đây ba tụi nó nè. Mấy con này chắc con nghĩ thả trên bờ đi chứ. Ừ, bỏ trên bờ ra nó bò. Honey, come, come. Honey. Honey, come. Honey, come. Nhanh lên đi. Come, come, come. Come, come here, come here. This way. Come, 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 fast. Honey, come here. Nè, honey coi nè. Nè, đây nè. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ.
Dạ. Đó, con thả mấy con này cho cún nó khoái nó chơi. Nó khoái chạy theo mấy con cua. Tháo cua chuyên nghiệp. Bà ha. Dạ. Thôi ta. Nó nhanh quá hả chú ha. Cồn lắm. Cua này chắc quá ha. Quăng cái chạy mất tiêu. Đó đó chuẩn vô giò kẹp mấy giờ. Dạ. Vô giò con này dính dính chiếc cua đâu. Dạ. Nó chui xuống dưới đó đó. Dạ. Nó đào hàng. Ăn cái bao ni lông. Cái bao ni lông. Cua còn mấy con nữa. Này nhỏ dữ vậy. Thôi. Lấy cỏ cột được nó luôn à. Ôi trời ơi. Chúc mừng sinh nhật bạn Zach Hùng Phạm nhé. Thả cua rồi, thả lịch rồi, thả tôm, thả cúm rồi. Thả quá trời luôn. Thả cá thòi lòi nữa. Chú Quang mấy cuốn này đẹp nè. Thuyền nó trôi. Đây con kéo thuyền vô cho. Ừ. Thấy chưa? Thấy anh ấy chưa? Bây giờ là đút chân xuống đây là anh ấy xử đẹp liền cái lỗ. Anh ấy đang nằm dưới cái lỗ bàn chân của tôi. Dạ. Bụng này con nó lúng rồi kìa, nó lúng qua đầu gối luôn. Anh ấy cũng khôn ha, nó chơi con còng mà nó không dám chơi con cua ha. Nó nhìn con cua nó biết sợ chú. Con còng nó không sợ. Hết rồi hả chú? Dạ rồi, cảm ơn chú. Rồi con tạm biệt chú nha. Rồi thôi con tự về. Rồi mình đi phiêu lưu hết đi à. Đây là hòn đảo hoang của chúng ta. Yeah, live stream nè. Ok. Ok trời. Trời ơi, bên kia đeo phao vô bơi kìa. Mà mình hết pin để quay rồi. Nhóm bên kia không đang đeo cái gì vậy ta? Qua bển coi. Hy vọng là còn pin để quay tiếp cho bạn Kiệt coi nha.
mới đi bơi về. Rồi hôm nay là sinh nhật của Kiệt, có một cái buổi tiệc là hoành tráng luôn nha, tiệc phóng sinh nha. Còn đây là ba tôi đang làm gì nè, ba tôi đốt cây, đốt cành, đốt củi. Quỷ hoại thiên nhiên, đây anh này hủy hoại thiên nhiên đây mọi người, đốt rác không đốt, cây cối mọc xanh tươi ảnh đem ra ảnh đốt hết. Cây cối người ta mọc tầm biết bao nhiêu loài vật đang sinh sống dưới đây, con trùng, con giun, con dế, đủ thứ đa dạng sinh vật đang sống trong đây bình yên, ảnh đem đốt hết. Ảnh tút một một đường luôn. Đây cái này là bên Úc là tự ý đốt, là hả, chính phủ Úc phạt tiền chết luôn á. Chứ chính phủ Úc hưởng, tại vì phá quan cho có nơi để. Và đây cũng là tâm lý chung của người Việt Nam, thích rất thích tàn phá thiên nhiên, thích cây cỏ xanh không chịu. Cây cỏ nó đâu có mọc lớn ra cái đường này đâu, nhưng mà tự nhiên đi ra để cỏ này cho dê ăn, khai phá để có đất trồng trọt đó, không để cho dê ăn đem đốt hết nha. Đó đó là lý do tại sao tôi đi làm hoạt động môi trường, tôi đi giải cứu thiên nhiên động vật, bởi vì ý thức của mọi người hầu như là không có về việc bảo tồn môi trường. Giống như nhà tôi nè, ba tôi không dọn, không đốt rác, tự nhiên đi ra trước sân đốt cành, đốt cây, đốt cối vậy đó. Đó, cậu thấy chưa? Đó là lý do tôi ở Việt Nam. Ai nói gì nói, tôi vẫn ở đây tôi làm việc. Vì một môi trường xanh sạch, vì những điều thiện lành. Đó, nhà cửa tan hoang từ trên xuống dưới, không làm, đi ra trước, đốt cỏ, đốt cây cối, giết động vật sống trong những bụi lùm đó. Thấy chưa?